mạnh của em á là vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng và làm một số trò giống như là pha trò, làm mắt lé. Làm một người con lé thôi nào. Mời bạn gái bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời em gái giới thiệu. Tạ Vân, em xin chào chương trình, chào chị Cát Tường, anh Quyền Ninh. Em tên đầy đủ là Nguyễn Kim Thế, năm nay 26 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Rồi, hiện tại em đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm giáo viên tiếng Anh ạ. Em dạy ở cấp 2 ở trường ở quận 3, trường Phan Xào Nam ạ. Bạn trai bên kia, dạ, lần đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào em Thế ở bên kia. Dạ vâng, chào anh ạ. Em tên là Minh Tuấn, năm nay em 28 tuổi và công việc của em là thủ kho và kim vật tư. Điểm mạnh, điểm yếu của hai bạn đi. Rồi mời bạn gái nói trước Thế. Em có sở trường là khám phá những cái tài lẻ á chị. Rồi, em có nhiều tài lẻ không? Tài lẻ gì đâu, em kể hết mấy tài lẻ của em ra kìa. Là em có thể đàn được một vài nhạc cụ, có thể dùng nhiều giọng khác nhau nhưng mà không biết là có hay hay không. Bây giờ mới là đúng là sống làm việc ở đây nè. Dạ đúng rồi. Đó, đâu giờ em thử em nói cái miền chị coi chị nghe đúng không nè. Thực ra tiện trúng là tiện mà em cảm thấy khó mà bắt chuột nhất. Như thế ạ. Như thế ạ là bắt rồi. Nói chung là có một số tài lẻ. Còn điểm yếu của em là gì? Hay tham công tiếc việc á anh Linh. Bạn trai. Điểm mạnh của em á là vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng và làm một số trò giống như là pha trò, làm mắt lé hoặc là giả giọng một số vùng miền. Mắt lé? Dạ. Làm mọi người coi cái lé thôi nào. Em cũng làm được á. Đâu em làm chị coi. Đang làm với trời nào ơi, tự nhiên hai chồng tự nhiên là mắt đàng hoàng muốn cái lé. Hai chồng nhìn nhau lé chơi, một cơn gió độc thổi qua rồi lé luôn. Mấy miền luôn hả? Nói chung một số vùng miền thôi anh. Ừ, Linh rồi. Dùng nào? Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ, em chào bằng nữ. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh, em chào bằng nữ ấy. Tiếng nào nữa? Dạ, tiếng Bắc ạ. Rồi. Em xin chào em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường và bằng nữ. Cũng được nhưng mà chưa giống lắm. Nãy giờ tôi ngồi đây lùng bùng lỗ tai nè. Dạ. Bây giờ nè, bồi thường lại cho tôi cho nó êm tai xíu nè. Đó, mời cô thể hiện cái tài lẻ này được. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. Fell right through the crack. Now I'm trying to get back. Before the curtain ran out, I'll be giving it my best. And nothing gonna stop me but divine intervention. Reckon it's taking my turn to win some or learn some, but I won't haze or attack no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do 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 do. Trai cảm nhận như thế nào? Dạ hay chị ạ. Hay, hiểu gì không em? Dạ không ạ. Dễ thương. Có thể xóa đi tất cả mọi ranh giới ha. Đó. Hai bạn mà về ở chung nhà là vui lắm á. Rồi. Dạ em chắc cũng nghĩ vậy. Bạn trai, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua ba mối tình ạ. Hai mối tình không chính thức và mối tình chính thức ạ. Tại sao chia tay? Nói chung là bạn gái thì hay áp đặt em làm vậy, kiểu gia trưởng hả? Trời ơi, bạn gái mà gia trưởng hả? Gia trưởng luôn đó hả? Dữ vậy? Em ơi, em có gia trưởng không? Em Hiền Khô à. Ở quê em á, người ta không có biết tên em, người ta chỉ gọi em là bé Hiền với bé Khờ thôi à. Trời ơi. Bạn gái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà em cũng không đáp lại trọn vẹn nữa. Cách đây cũng 5-6 năm rồi anh ạ. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chết rồi, em để quên danh sách ở dưới rồi, khoảng 2 tờ A4 lận. Vậy bạn trai, bạn nói trước đi, bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm bạn gái là biết kính trên nhường dưới, biết đối nhân xử thế
và biết quan tâm người khác rồi. Dễ, cái này thì dễ rồi, cái gì khó hơn không? Dạ không gia trưởng nè anh. Nó không gia trưởng. Người cân nặng thì đừng quá mập là được. Không, nè không có quá mập đâu. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Là đừng có càm ràm quá chị Cát Tường ơi. Em gái em chỉ có càm ràm không em? Em có càm ràm không em? Dạ không. Bây giờ em nhớ ra những cái tiêu chuẩn của em chưa? Dạ về ngoại hình á thì do em cũng không xinh mấy nên chỉ cần bạn nam cao trên 1m65 là được. Nói chung ngoại hình chỉ cần ưa nhìn thôi, khoảng giống như anh Quý Bình là được rồi. Vậy mà nói ưa nhìn là được. Rồi sao nữa em? Dạ với lại giọng nói trầm ấm. Bạn kia thì hơi chưa có được trầm ấm lắm. Nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Về tính cách á thì phải có chính kiến, cũng biết trước biết sau. Có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Dạ em không thích bạn trai mà hay tỏ ra nguy hiểm. Có nghĩa là mình cứ bộc lộ thật sự cái bản chất của mình đi. Có nhiều người mình cố gắng mình tỏ ra mình vui vẻ, mình có duyên, nhưng mà nhìn nó rất là vô duyên. Dạ. Đúng không? Bởi dạ. Vì có sao để vậy. Thật hết hai tại A4 chưa? Chân thành. Mất tiêu rồi. Ở dưới học thuộc rồi nha. Giờ nhai xé dục đâu luôn rồi. Là em nghĩ đến nửa tờ. Anh chào chị Cát Tường. À, chào em. Dạ. Em có món quà trời, chị làm gì lú đầu qua dạ. Chưa có nói gì hết trơn. Có quà em tặng anh lên làm kỷ niệm. Cảm ơn em. Rồi. Này là cây bút hay gì dạ, đúng không? Dạ cây bút khắc chữ. Ồ, em khắc luôn hả? Dạ không, cái này ở ngoài tiệm khắc à. Kính tặng bà mối Cát Tường. Ồ, ông Mai Quyền Linh. Hay nói quá. Nói chung là em cũng ý tưởng này rất là tuyệt vời. Cảm ơn em nhiều. Dạ em cảm ơn. Bây giờ xoay lại cái vấn đề đi tìm bạn trai bạn gái. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu được á thì khoảng cuối năm nay hoặc năm sau, nhưng mà quan trọng là phía nhà gái. Em đã chuẩn bị những gì cho đám cưới? Dạ em đã chuẩn bị tiền và đồ. Tiền và đồ. Rồi nhà cửa thì sao? Nhà cửa thì em cũng mấy năm làm thì chắc mua được căn nhà nhỏ nhỏ. Mua chưa? Dạ chưa. À, chừng nào mua? Chắc sắp cưới thì mua. À như vậy là cũng hợp lý ha. Mọi việc ổn định, công việc em là giờ cũng ổn định rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi hy vọng là sẽ mai mối được cho cặp này. Ừ. Chào con gái. Nãy nghe em đàn hát, anh cảm giác em là người rất là lãng mạn. Dạ đúng rồi. Chà, nhưng mà nhà gì? Trai có vẻ không có được lãng mạn. Nhà trai hơi khô khô chút xíu, giống như anh vậy, kiểu như giống như anh vậy, khô khốc chân à. Chất. Rồi chân đơn chất giản rồi. Dễ thương hả? Dạ dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Em ơi, em có hay lãng mạn không em trai? Nói chung có chút xíu xíu à. Không xíu à. Buồn quá à. Buồn quá không? Em có tính hay ghen không? Dạ, em mới có một lần em cũng không biết nữa. Nếu được thì khoảng bao lâu thì em có thể đón nhận tình cảm của anh bước tới được? Nếu mà với cái mức độ lãng mạn đó của anh thì em nghĩ chắc phải lâu á. Lâu hả? Được rồi, anh sẽ nói tăng tốc độ lãng tăng mạn lên. Tăng lên, ha. Tăng lên, thấy nhà trai có vẻ yếu yếu cái vụ lãng mạn rồi đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Dạ em đi với chị ba em. Chị ba, chào em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn Nam và chào toàn thể quý vị. Rồi, em nhận xét về bạn trai bên đó như thế nào? Nhìn mặt được. À, cũng gọn gàng. Ngon cái là thẳng lưng là mình ngồi nữa. Bây giờ tính nói luôn rồi đó. Dạ em muốn nói với bạn nam này trước là em gái của mình á, thì không có được xinh lung linh dạ. Nhưng mà có những cố gắng, làm người rất là cố gắng, có nghị lực, biết mình thiếu những cái gì mà cố gắng, có những cái tài lẻ, có những cái cố gắng để bù vô cái vẻ ngoài của mình á. Dạ. À, cho em nên thì là... không quan trọng ngoại hình, em chỉ quan trọng tính cách thôi chị ạ. Ngoại hình cũng quan trọng đó chứ bộ. Còn nói với em gái mình đó hả, đã lên đây làm cái duyên rồi, mẹ có dặn cái con gái á là nói chung là cho nhau cơ hội đi, nếu mà được thì tiến tới, còn nếu như không được thì coi như là mình kết bạn và có thêm một mối quan hệ mới. Cảm ơn chị. Dạ. Tâm lý quá ha. Bạn trai mình đi với ai? Dạ hôm nay thì do mẹ em chăm sóc bà ngoại đó, nên em đi với em họ và bạn thân đang ngồi bên kia. Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, đến chị Cát Tường và quý vị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Nếu như một người con gái mà tìm được một người chồng mà yêu thương, quan tâm mình mà đi đến với mình suốt cả cuộc đời thì nó càng vui hơn. Thì người đàn ông mà đang ngồi sau bức rèm đấy, tất nhiên là không phải anh Quyền Linh rồi, thì người đàn ông đó mình tin chắc rằng là sẽ mang đến cho bạn cái niềm hạnh phúc như vậy. Mình hy vọng là bạn hãy có thể lắng nghe cái tiếng nói của con tim để mà bỏ qua cái hình thức ngoại hình đi. Thì nếu như so về cái ngoại hình á, anh Quyền Linh anh ấy bự hơn, to hơn cái người anh họ của mình.
Nhưng mà đi sâu hơn thì bạn sẽ thấy rằng là anh họ của mình có những cái rất là lớn. Rồi, đi sâu vào bên trong á. Xíu. Ý em nói ở đây là cái tấm lòng của chị cắt được. Cứ tới đi anh Tuấn. Tới đâu hay tới đây. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nào. Kéo màn. Lần đầu tiên thì anh có món quà anh tự làm và món quà anh. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Em của sau màn có giống em của trước màn không anh ạ? Thì đúng, nói chung là gần 80% những gì anh tưởng tượng. Thì còn em thì em tưởng tượng anh như thế nào? Em không có tưởng tượng về ngoại hình. Dạ, nhưng mà nói chung là anh dễ thương dễ gần. Hôm nay thì mình tới, mình gặp nhau ở đây là một cái duyên rồi. Thì phận là do người tạo nên anh cũng mong em và anh và em mở lòng để cho nhau cơ hội. Anh hứa là trước khi cưới là anh sẽ mua căn nhà bộ ổn định trên đây. Trên đây là Hóc Môn hả? Trên Hóc Môn. Nói chung là anh là người có thể biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là mẫu đàn ông của gia đình. Nên biết đi mà, quan trọng là có làm không á anh? Anh thuộc siêng năng chứ không có lời. Dạ. Thôi bây giờ hai người hãy nhìn thẳng vào mắt nhau 10 giây. Rồi hãy nói lên cảm xúc của mình. Hiện tại mình suy nghĩ gì về đối phương? Đúng. Và rồi, mình thấy trong lòng mình hiện nay như cảm xúc như thế nào? Anh nói trước đi. Thì hôm nay á, thì anh mong em sẽ cho anh cơ hội để tìm hiểu. Và anh sẽ hứa sẽ làm hết tất cả cho em được hạnh phúc. Thôi, bạn gái khỏi cần nói, chúng ta sẽ thể hiện bằng nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha, ở đây rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Bấm nút là đồng ý hẹn hò. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chúng ta đừng dối lòng mình, đừng làm trái con tim. Rung động thì bấm, không rung động thì thôi. Hãy kiểm tra nhịp tim của mình. 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, mời em. Dạ chào quá. Nắm tay nhau đi. Anh xin lỗi. Dạ. Sao bạn gái nắm chậm thế? Tôi lo quá. Em nghe đến 3 tiếng đếm rồi đó chưa? Một cô gái rất thông minh, rất là năng động. Một chàng trai chân chất. Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ bổ sung cho nhau để tìm đến một cái hạnh phúc trọn vẹn. Chúc các bạn sẽ có hạnh phúc hoàn hảo nha. Dạ rồi, cảm ơn. Đây là một chiếc vé xem phim của hệ thống cầm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin AZ Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Centong. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Dù quà rất nhiều nhưng mong hai bạn vẫn nắm chặt tay nhau đi một đoạn đường dài và tìm đến hạnh phúc. Và báo tin vui cho chúng tôi. Và nụ hôn không hôn đi, hôn đi, hôn đi. Rồi. Khuyết điểm của em là khó tính và rất là kén ăn luôn. Thực ra em khó tính trong công việc, ví dụ như là nếu mà mượn đồ gì của em chẳng hạn, lấy xong là phải trả về đúng như vị trí cũ. Đến khi em cần là phải có. Ăn uống em rất là kén ăn luôn. Khó tính là anh đấy. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công. Mặc dù là cô bạn gái cũng còn hơi chút suy nghĩ chần chừ, nhưng họ cũng đã quyết định bấm nút để cho nhau một cơ hội. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Thảo Mạn. Mời bạn nam. Rồi. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên cho em phép em gửi lời chúc sức khỏe tới hai MC dễ thương xinh đẹp Ông Mai, Quỳnh Linh và bà Mối Cát Tường ạ. Và bạn gái bên kia bức rèm cùng tất cả quý vị khán giả đang ngồi tại trường quay ạ. Em tên là Thanh Hải ạ.
Em năm nay 29 tuổi, quê em Hà Nam và hiện tại đang là làm nhân viên kỹ thuật viên của công ty Toyota Biên Hòa chi nhánh Bình Dương. Rồi em giới thiệu đi. Dạ, em trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên là Hà Thị Hường. Hiện em đang làm nhân viên kế toán cho công ty phân phối và cung cấp hàng hóa mỹ phẩm công ty Mesa. Em quê ở Hà Tây. Tuổi thì năm nay là em 33 tuổi. 33 tuổi? Trời ơi, trẻ măng. Không có gì hết, nhìn vô cứ tưởng 27, 28 tuổi thôi. Cảm ơn chị. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Em đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Bình chị. Tân Bình. Rồi. Bạn trai 29 tuổi hả? 29, dạ, vâng. 33. Vậy thì bạn cảm nhận thế nào khi mà nghe cô gái kia 33 tuổi? Thực ra chắc là em xem nhiều phim quá thì phải. Nên em nghĩ rằng về cái vấn đề tuổi tác nó thực ra nó không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là cái tình cảm của hai người như thế nào. Nên là em vẫn chấp nhận theo câu nói của những cái xem phim ngôn tình bây giờ là chào chị anh yêu em. Còn bạn gái, em có cảm thấy ngại khi bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Bây giờ thì em cũng không có vấn đề gì về vấn đề là bạn ấy nhỏ tuổi hơn em. Chỉ cần là bạn ấy chững chạc hơn em nè, rồi là biết quan tâm lo lắng gia đình. Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng mà có thể là cứng rắn hơn em, mạnh mẽ hơn em, thì đó là điều bình thường thôi. Như vậy là cũng được rồi ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe, với lại rất là chăm chỉ, rồi làm việc luôn có trách nhiệm với mọi công việc, và rất là yêu trẻ con. Còn điểm yếu thì là em hay nói to lắm. Nói chung là mà thí dụ gặp ai mà nói dối cái là em dễ nói to lên để cho là người đó phải nói ra cái sự thật của mình. Nói lớn kiểu như là nạt nộ luôn hả? Quát không, lên hay... Nói chung là không phải là nạt nộ, mà nói chung là em nói to hơn thôi, chứ không phải là nạt nộ, bởi vì là em cũng không biết nạt nộ người ta như thế nào luôn ấy. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu bạn là gì? Em thấy em là một người con người của gia đình nên là rất thích nấu ăn. Em thích điểm này lắm. Nhiệt tình trong tất cả mọi công việc. Em cũng nói chuyện giống bạn nữ, là nói chuyện rất lớn. Nếu mà ở công ty mà khi mà em đang nói chuyện trêu đùa với cả những anh lớn tuổi hơn ấy, em nói chuyện gần như là anh quản đốc cứ tưởng là cãi nhau luôn á. Còn gì nữa, ưu điểm khuyết điểm? Khuyết điểm của em là thật sự là một người khó tính và rất là kén ăn luôn. Khó tính lên anh đấy. Ra em khó tính trong mấy công việc, ví dụ như là nếu mà mượn đồ gì của em chẳng hạn, lấy xong là phải trả về đúng y vị trí cũ, đến khi em cần là phải có. Ăn uống em rất là kén ăn luôn, nên em ít khi ăn cơm tiệm, cần là về nhà nấu không ạ? Đó là điểm mạnh điểm yếu ha. Rồi tình trường thì sao? Em thì nếu mà tính đúng mà hai người mà có hẹn hò thì em chỉ có một mối tình thôi. Mối tình đầu tiên thì năm em 21-22, là lúc đó là em cũng còn rất là trẻ nên là em chưa có ý định lập gia đình sớm, nên là người đó cũng đi hợp tác lao động nước ngoài thì em chia tay. Thì sau này là em đi làm thì em cũng quen một vài người ở cùng làm. Em thuộc dạng là mưa làm thấm lâu á, nên là làm chung với người ta lâu năm thì em cảm thấy thích. Thì lúc đầu là người ta thích em trước, sau đó thì đến lúc khi mà em thích lại thì người ta không còn thích em nữa. Như vậy là mình phải rút kinh nghiệm, mình phải biết nắm bắt kịp lúc kịp thời. Thì bây giờ là khi nào, ví dụ như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Nói chung là bây giờ ba mẹ em là rất muốn nhanh lắm, chứ không có muốn là lâu la gì hết. Mà bản thân em cũng vậy, quen thì khoảng từ 6 tháng tới 1 năm là ok rồi chị. Rồi. Ok, rồi mời bạn trai bên kia, tình trường của em thì sao? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Một mối tình không chính thức thì yêu đơn phương 5 năm. Còn mối tình chính thức thì gần đây mới chia tay được cách đây khoảng tầm trên 1 năm rồi ạ. Quen bao lâu rồi chia tay? Quen nhau cũng trên 1 năm luôn, trên 5 rưỡi, gần 2 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ có rất nhiều lý do, ví dụ như là nhiều khi em nhắn tin cho cô ấy trên Facebook á, thì nó rõ ràng là hiện chữ đã xem tin nhắn rồi á, nhưng mà cô ấy vẫn không dép lại cho em. Xong tối về là xóa hết tài khoản Facebook, Zalo, chặn hết số điện thoại luôn. Thế sau đó là hai người cứ im im, thế là cũng không nói gì, tức là cũng không nói lời chia tay. Sau đó một thời gian là em thấy là, tức là cái tình cảm nhạt dần, cô ấy cũng có thể là nhạt dần. Thế là em là người nói, chủ động nói lời chia tay. Bây giờ mình bỏ qua hết chuyện cũ đi, mình nói chuyện mới. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em thì chỉ cần một người đó là cao trên 1m55, dễ nhìn. Là một con người của gia đình, biết kính trên đường dưới đối với bố mẹ, gia đình hai bên hay là họ hàng, là xóm. Em chỉ cần đơn giản thế thôi. Còn em không thích bạn nữ nó là càm ràm, tức là một vấn đề nó đi nó lại quá nhiều lần, tức là cái gì xong bỏ qua. Rồi bạn gái thì sao? Em bây giờ muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Từ nãy giờ anh nói những cái gì đó thì em cảm thấy là rất là phù hợp với em á, bởi vì là em cũng thuộc tiếp người của gia đình. Còn về mẫu mà bạn trai mà em muốn tìm á thì là anh ấy phải cao hơn em từ 1m68 trở lên này. Nói chung là không mập quá mà cũng không ốm quá, biết quan tâm lo lắng cho gia đình,
Thật ra cũng đơn giản, đàn ông bây giờ hiện đại rồi, đi làm nhưng mà công việc gia đình hay gì đó cũng phải phụ, biết phụ vợ hết, chứ không phải là như ngày xưa nữa đâu. À, nhưng mà ngoài điểm đó ra em còn điều gì không thích ở người bạn trai nữa không? Chỉ cần là anh ấy không đánh bài, không chơi cá độ, nhậu nhẹt thì cũng được, không phải là bê tha quá. Không còn tiêu chuẩn gì nữa hết ha. Vâng, nói chung là em đơn giản lắm. Em có đánh bài bạc gì không em? Em chào chị ạ. Dạ đánh bài thì em có, nhưng mà em cũng... tức là em chỉ biết thôi, biết chơi thỉnh thoảng rồi anh em gặp nhau tí, nhưng mà lâu rồi em cũng bỏ là không chơi nữa rồi. À, bạn gái nói quen là trong 6 tháng 1 năm là phải cưới luôn chứ không thích ngâm lâu. Ý em thì sao? Dạ, thời gian thì vấn đề là không quan trọng, em có thể chờ được mà cũng có thể cưới luôn được, vấn đề không vấn đề gì cả. Quan trọng là tình cảm hai người thế nào thôi. Cưới nhau xong bây giờ mình sẽ ra sinh sống ở đâu, định cư ở đâu? Sẽ tạm thời trọ xin ở trọ tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi. Kế hoạch của mình bao nhiêu lâu thì mình an cư, có nhà cửa để sinh con cái rồi? Trên khoảng trên 2 năm thì sẽ có nhà cửa. Ừ, đó, phải có cái kế hoạch ổn định. Dạ. Như vậy mới được. Được rồi, mình có làm dâu không em? Dạ, bố mẹ em thì không quan trọng chuyện làm dâu. Hiện giờ là em đang sống với ai? Em đang sống một mình ạ. Rồi, vậy được rồi ha. Dạ. Vậy dạ. Chị nghĩ cặp này cũng hợp lý. Mặc dù em nhỏ hơn bên đây nhưng mà chị thấy em cũng rất là chững chạc. Hy vọng hai em sẽ tiến tới được với nhau. Nói chung ngoại hình rồi là tương đối. Qua thăm là gái coi sao nha. Ly em cao 1m65 đó. 65 đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Rồi, hơi lùn hơn 3 phân rồi. À, dễ thương quá. Anh hơi lùng hơn so với cái nhu cầu em đưa ra thì sao? Nói chung là hơn em chút xíu thì được rồi. Em cũng đi giày bệt không mà chứ không có đi giày cao. Em cao mét mấy? Em cao chắc 1m62 á chị. Hà Tây về Hà Nam cũng gần ha, cũng hợp lý đấy. Coi như kỳ này hai đứa mình có thể về chung rồi đó nha. Dạ vâng ạ. Em một cái người đàn ông mà cũng hơi kỹ tính chút xíu, em có lo không? Không anh, em kỹ hơn anh đấy. Thí dụ như là lấy cái gì anh đâu phải để đúng chỗ đó. Em cũng vậy luôn, ai mượn em cái gì là phải trả. Phải mượn xong là phải sử dụng xong phải trả. Nếu có sử dụng mút mượn nữa thì lại quay lại mượn hai thì chồng ok. Để đâu mà vợ lấy để chỗ khác là cũng không được đó nha. Như thế là hợp lý rồi đấy ạ. Hợp lý hai người được đó. Bây giờ em cảm nhận qua giọng nói, qua cách chia sẻ thấy hợp với em khoảng bao nhiêu phần trăm? Nói chung là cũng được 70% thôi. 70% hả? Là quá tốt rồi. Tốt rồi, thôi vậy đi. Bây giờ mình sẽ hỏi thêm ý kiến của người thân để tham khảo ha. Hôm nay em đi với ai? Em đi cùng với chị gái ruột em với lại em gái của em và các bạn đồng nghiệp, một chị hàng xóm và bạn học. Trời, đông dữ vậy. Một tràng pháo tay cho hộ nhà gái ha. Rồi, gặp chị gái đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Mình là chị gái của Hà Hường. Phía phái đoàn nhà gái đi rất là đông. Bởi vì là đây là lần đầu tiên em gái tôi muốn thật lòng là đi hẹn hò với một người bạn trai để tiến tới hôn nhân lâu dài về sau. Trong mắt tôi lúc này thì phía bên nhà trai là tôi thấy là cũng rất là ok. Nói chung về tính cách thì em gái tôi là một người rất là hiền, ngoan và rất là yêu quý trẻ con. Tôi cũng rất là mừng là nhờ cái chương trình này mà để có cơ hội cho em gái và cho bạn trai bên này tìm hiểu. Xin hết và xin cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị nói. Cả nhà đông đưa tay lên coi, có thấy có đông không? Ồ. Trai đi với ai? Dạ, nhà gái hùng hậu quá, bây giờ nhà trai. Bác, chị dâu và người em họ. Rồi. Xin kính chào chương trình và kính chào Cát Tường và dạ, Quyền Linh. Dạ, chào bác ạ. Tôi là bác của cháu Thanh Hải. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị xã hội. Chủ yếu là cái mình cảm thấy hợp nhau. Còn về cháu gái gặp chương trình ở đây với cháu Thanh Hải thì tôi thấy là về vóc dáng rồi đến con người thì nói chung là tôi thấy đại là ok. Còn chương trình hôm nay thì bác cũng mong là hai cháu tiến tới được với nhau thì rất là tốt. Bác xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn bác. Rồi bây giờ thời khắc quan trọng là vấn đề hả? Kéo mà. Không gian này là của các bạn đấy. Cảm ơn cô tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Nhìn em nhìn trông trẻ hơn 60 tuổi. Dạ, cảm ơn anh, đó là gen di truyền em ạ. Em nghĩ thế nào về cuộc sống gia đình? Nói chung là hạnh phúc giống như gia đình em hiện tại. Phải thông cảm, phải biết hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Thì nói chung là sống thì mới sẽ biết được. Còn nói thì em cũng không biết nói gì để cho nó hay hết ạ. Bạn ở đâu đó, hẹn hò thế nào? Từ 2 đến chủ nhật em các buổi tối em đều có thời gian hết và chủ nhật thì em dành cả ngày chủ nhật luôn. Thì anh rất thích đi du lịch Đà Lạt hoặc Đà Nẵng. Không biết em có thích không? Nói chung là em cũng thích nhưng mà em lười lắm. Thì hy vọng là anh sẽ cố gắng làm cho cái lười của cái sự đi chơi của em nó
bỏ mất đi. Nếu mà chúng mình đồng ý hẹn hò thì anh sẽ thường xuyên từ Bình Dương về Sài Gòn nhiều hơn. Thứ hai là hai đứa sẽ gặp nhau nhiều hơn và để tìm hiểu về nhau, để hiểu được tính cách của nhau nhiều hơn. Rồi, nãy giờ hai bạn nói chuyện á, em cảm nhận người đối diện như thế nào? Thấy có trái tim mình có một chút gì đó rung động chưa? Thứ nhất là bạn gái rất là dễ thương. Hai là rất là hợp với những cái mà những cái tiêu chuẩn em đã đưa ra. Trái tim em cũng đã có nhịp đập rồi ạ. Rồi, bạn trai hát một bài hát nào đó tỏ tình gửi tặng cho bạn gái rồi chúng ta quyết định. Em thật sự là hát không hay đâu ạ, nhưng mà em được cái là hay hát. Em xin hát một đoạn trong bài hát Không bao giờ bó tay của Tống Gia Vĩ ạ. Số anh nghèo không thể lo, được cho em luôn ấm êm. Anh không nói ra vì nói ra em buồn hơn. Hãy hiểu cho anh cũng yêu, anh cũng buồn. Vì đàn ông ai cũng lo lắng. Quên, em quên mất rồi. Nói chung là không bao giờ bó tay hả? Dạ, không bao giờ bó tay ạ. Thôi các bạn để tay vào nút bấm đi. Dạ. Và bây giờ là giây phút chúng ta đưa ra quyết định của mình. Quyết định là quyền của hai bạn, suy nghĩ thật kỹ. Hãy nghe nhịp đập trái tim mình và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Xứng đôi không? Hôm nay em đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cầm rạp Cinebox 212 trên Lý Chiến Thắng. Mời các bạn đến đó xem phim. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Để tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Và đây, gửi tặng hai bạn chiếc máy nước nóng với hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Thủ tục tiếp theo là gì? Em xin phép chị cho em hôn chán của gái. Hôn chán? Hôn chán là hôn con đấy. Nào, cả team chúng ta đâu rồi? Thoải mái đi chưa? Thoải mái. Thôi anh xin hôn bằng hôn má nhé. Thế mới được chứ đúng không? Thật chặt nha, rất dễ thương. À, có thể nói ngày hôm nay cũng là một cái ngày vui quý vị. Đây cũng là một những trong những cái... Bạn trai đã vào vị trí của mình rồi. Đợi Tường một xíu nha, Tường sẽ đưa bạn gái của mình vào. Rồi, tôi nắm tay tự tin quá, đi nhanh gọn ghê đó. Cô này được nè, có nhiều cô rụt rè lắm, không tin tưởng các Tường gì trơn. Trời, rồi mở mạ ra đi hai bạn. Dạ, em chào chị Cách. Rồi, chào em. Rồi, chào em luôn. Rồi, bây giờ về vị trí rồi ha. Giới thiệu thật to, rõ để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai giới thiệu trước, ưu tiên. Dạ, em là Lê Đình Lý, ở Đồng Nai lên. Năm nay em 33 tuổi. Đồng Nai ở đoạn nào Lý? Em ở Biên Hòa chị. Biên Hòa, Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Em đang là chuyên viên pháp lý cho văn phòng luật sư. Ở quê mình ở đâu? Em quê Thanh Hóa chị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng khoảng 13-14 năm rồi. Hiện giờ ở dưới Biên Hòa là em ở với ai? Em ở với gia đình nhà cầu. Đông anh chị em không? Nhà em đông chị ơi, nhà em tới 7 anh chị em. Có ai vào trong này lập nghiệp không hay là...? Dạ có hai anh trai vào đây. Ở đâu? Ở Biên Hòa luôn. Biên Hòa luôn? Dạ. Là sao không ở với anh mà ở với cậu? Em thích tự do hơn. Ủa, ở với cậu là tự do hơn hả? Dạ. Sao ngộ vậy? Tại cậu chiều hơn. Ồ, rồi. Mời em gái. Dạ, em là Mai Thị Vui ạ. Em năm nay 27 tuổi. Em làm ở bên trường mầm non ạ. Trường mầm non. Làm ở đâu em? Em làm ở quận 2 ạ. Quận 2. Có nào đi Biên Hòa chơi chưa? Dạ có, ngày trước có làm ở dưới Biên Hòa. Ồ vậy hả? Dạ. Quê em ở đâu? Vui. Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa luôn. Vui nữa, lại thêm một thông tin vui nữa. Thanh Hóa chỗ nào hai bạn trao đổi thử coi có gần nhau không, biết nhau không? Chắc em xin mừng anh hả? Ờ đúng rồi. Anh ở huyện Triệu Sơn em ạ. Em ở Nga Sơn ạ. Nó cũng trùng cung chữ Sơn vậy mà nó có khi nào về Thanh Hóa không? Có vấn đề ạ. Còn ai ngoài đó không? Dạ có anh trai với lại chú gì với ông bà ngoài đấy. Còn ba mẹ? Ba mẹ em mất cả rồi. Ở đây thì cũng gần nhau, mình là quá thuận tiện mà cùng quê nữa. Mai mốt thôi mỗi năm rủ nhau về quê chung ha. Tuyệt vời. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cũng siêng năng chăm chỉ ạ. Yếu là hay quên, cái gì cần nhớ thì mới nhớ ạ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình? Em nói chung là em rất là chịu khó. Thứ hai là em rất là cầu tiến. Khi mà em làm một công việc gì đó mà chưa làm được á,
thì em phải cố gắng em làm bằng xong. Điểm yếu thì em nóng tính và tính em thì rất thẳng. Khi mà em mà không thích một vấn đề gì đó thì em không có thể giấu cảm xúc được. Ngoài ra thì em hơi nhút nhát và không thích thể hiện mình ở đám đông. Khá nội tâm, khá trầm. Mình đã biết đó là khuyết điểm rồi thì mình tiết chế lại ha. Em đang cố gắng. Rồi. Tình trường em như thế nào? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua một mối tình nào? Dạ. Từ hồi xưa đến giờ luôn? Dạ. Em cũng rất là ok luôn, tuyệt vời như thế này. Tại sao lại chưa có một mối tình nào? Có nguyên nhân gì sâu xa không? Mà em cũng không biết, nhưng mà tại em đi học thì em không có thích quen. Là do em không thích? Dạ. Hết học lâu rồi mà. Hết học rồi đi làm thì làm môi trường ít nam nên là cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Có để ý ai chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa thích ai luôn? Dạ. Hay là chưa có gặp một đối tượng nào mà làm cho em rung động hết trơn? Dạ chưa. Mà em có thích con trai không? Dạ có ạ. Sao em biết là em có thích? Chưa có cho cơ hội thôi ạ. Tại trước giờ là chưa muốn. Thế vậy thì tại sao bữa nay lại muốn? Bây giờ thấy mình cũng có lớn tuổi một chút rồi. Vậy là cũng chắc là chưa có nụ hôn đầu đời rồi phải không? Dạ. Uổng phí tuổi xuân quá. Thôi cố gắng lên. Trời ơi đẹp gái vậy mà không yêu uổng quá à. Sao em? Nãy giờ em nghe bạn gái như vậy em có cảm xúc gì không? Em khá là bất ngờ. Em nhìn thấy cổ em còn bất ngờ hơn nữa. Bất ngờ, nhưng mà bất ngờ là bất ngờ thích hay bất ngờ không thích? 27 tuổi mà chưa yêu ai thì bất ngờ thôi. Bất ngờ với cái số tuổi và cái tình yêu mà chưa có thôi. Thế còn em thì sao? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu khi em còn là năm cuối của sinh viên. Thì kéo dài 3 năm. Nhưng mà thực sự là em cũng không có ấn tượng nhiều với mối tình đầu. Mối tình thứ hai thì kéo dài 7 năm. 7 năm? Yeah. 7 năm sao chia tay? Sao chưa cưới? Hai đứa tụi em có tình cảm với nhau nhưng mà càng mà kéo dài thì lại càng cảm thấy là nhận ra những cái khác biệt của nhau. Đó, tao yêu tao lấy liền đi, để chi mà dài dữ vậy, đêm dài lắm mộng. Em thì thuộc cái người là cầu tiến, thích cái sự nỗ lực vươn lên. Còn bạn đó thì nói chung là thực sự ra thì gia đình nhà bạn có cái sự điều kiện nó dường như bạn sinh ra trong một cái gia đình mà tương đối là ổn định. Thành ra bạn bằng lòng với cái cuộc sống đó. Là không có muốn, không cần thiết phải là không muốn thay đổi lên nữa. Không cần phải vươn lên. Thành ra thì rất là khó. Em động viên bạn học thạc sĩ thì chính em phải là người đi mua hồ sơ cho bạn học. Chứ bạn không có chủ động đi mua. Rồi chính em là người giúp bạn là xin việc làm. Chứ bạn không có chủ động để xin việc làm. Hay tại người ta muốn nương nhờ vô em? Nếu mà muốn nương nhờ vào em thì chắc giờ này đã không chia tay. Cuối cùng đỉnh điểm là như thế nào mà chia tay? Khi mà em xin việc làm cho bạn xong rồi á, một thời gian thì thấy bạn thấy công việc nó tương đối rồi thì bạn nói là không hợp. Là bạn ấy ngỏ lời chia tay trước? Dạ, và em cũng cảm thấy là không hợp thì để cho... Mà nó tốn thời gian quá. Nhưng mà suốt 7 năm đó là vẫn bên nhau hay là có giai đoạn nào chia tay hay gián đoạn không? Không. Là vẫn bên nhau? Dạ. Song hành giúp đỡ nhau đi học. Học xong ra mỗi người cầm cái bằng tốt nghiệp chia tay nhau. Hay quá, cô khác vô hưởng thôi, kệ vậy đi. Giờ cô đó có bạn trai khác chưa? Em cũng không biết nữa chị ơi. Có còn gặp nhau không? Không. Có khi nào tình cũ không rủ cũng quay trở lại không? Không, từ lâu lắm rồi em không gặp. Chia tay bao lâu rồi? Một năm rưỡi rồi. Ngưỡng mộ. Tao quen, cũng tình 3 năm, cũng tình 7 năm. Còn mình 27 năm không quen ai. Thiệt tình, mỗi người lý tưởng của em như thế nào? Em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một người mà thứ nhất là hiếu thảo. Thứ hai nữa là phải biết cách cư xử, nhường nhịn. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Cao khoảng 1m58. Sorry. Đúng rồi, 1m8 nha hồn. Cao khoảng 1m58 đến 1m65. Em mình có tiêu chuẩn về chọn người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Cao 1m7 rồi. Dạ. Gì nữa? Người đậm đậm một chút là được rồi. Người gì? Đậm một chút chứ không có gầy. Em cao mét mấy? Em cao mét 66. Mét 66. Mét 66 mà đòi gái quay tay cao tới mét 65 kỳ dữ vậy. Có đẹp hình thấy không? Dạ có ạ. Thôi ra chị coi hình coi. Đây. Dễ ẹt à, có hai anh lựa một anh thôi. Trời ơi, cái gì đông người vậy? Thôi, một hai cô lựa một cô thôi. Kỹ vào. Đâu, ai? Chị nghĩ là anh. Tại sao là chọn anh đó? Anh trông giống bên là bên luật hơn. À, trông giống bên luật hơn hả? Nếu mà đưa chị cũng chọn anh này. Nhưng mà hỏi chị lý do, chị nói tại thấy hai người này thả tim mà người này không có thả tim. Áo đỏ. Áo đỏ. Tại sao chọn áo đỏ mà không chọn áo đen?
Tại vì em thấy rằng bạn bên kia bạn nói rằng là thích một bạn nam mà đậm đậm người thì chắc em nghĩ bạn hơi mập. Bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim để xem sự lựa chọn của mình ngày hôm nay có trùng khớp hay không nhé. Đây, mời hai bạn. Chào em, chào anh ạ. Chào em. Đúng không? Dạ. Đúng hả? Vậy đúng em là cô áo đỏ không? Dạ. Hay quá, chị còn nhìn không ra nữa. Tại sao quá, mắt chị cũng kém rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Em thứ nhất là rất là bất ngờ khi mà em tham gia chương trình này. Thứ hai nữa là càng bất ngờ hơn khi mà gặp bạn gái Đồng Hương mà rất là xinh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Dạ, em cũng bất ngờ. Bất ngờ vụ gì? Trông anh nghe trông giống người kiến thức nhiều ạ. Tặng quà đi kìa. À, anh lần đầu gặp em anh có món quà nhỏ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em có chút quà nhỏ tặng. Cảm ơn. Món quà là gì vậy? Mình có thể trao đổi, mình có thể tiết lộ xíu không? Thực ra thì em rất là muốn tự tay làm một món quà để tặng cho người bạn hôm nay gặp. Nhưng mà hôm vừa rồi thì em gặp sự cố là chân hơi đau, không có đi lại được. Nên em mua một món quà. Ngộ vậy, tự chân đau mà ảnh hưởng đến tay luôn hả? Không đi lại, không có mua sắm những cái trang. Nhưng mà nếu mà đi được thì em làm được cái gì? Em có thể làm một số đồ handmade nhỏ nhỏ như là bình cắm hoa, bình buồn. Hay quá ha. Thế còn em, món quà của em là gì ạ? Tặng anh một cuốn sách ạ. Có những thứ mà vấp ngã mình vẫn có thể coi đó là bài học để mình phấn đấu. Các thường mời hai bạn thưởng thức một món ăn nhìn rất đẹp mắt, rất là hấp dẫn của nhà hàng Hoàng Yến. Cơm vàng đùi gà quay và bánh ngọt và trái cây. Đây là một cái món ăn gây thương nhớ tại nhà hàng, với một cái lớp da vàng rụm ở bên ngoài, dùng kèm với đùi gà quay mềm, ngọt liệm và thơm ngon. Mời hai bạn cùng thưởng thức và trò chuyện tự nhiên với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn. Chị, anh mời em. Dạ, em mời. Em ở trong này là ở với ai em? Dạ, bây giờ em đang ở với bạn. À. Ngày trước là ở với chị gái mà chị gái đi lấy chồng nên là chuyển ra ngoài. À, nhà em là mấy anh chị em? 7 ạ. Ồ, vậy giống nhà anh. Em là thứ mấy trong nhà? Đấy, em là thứ 4 ạ. À, em công tác trong ngành giáo dục lâu chưa? Mới được 1 năm rưỡi rồi ạ. Ồ, vậy trước đây là em học ngành khác hả? Em học bên y tế, em làm ở phòng khám rồi. À, công việc em làm hành chánh hả? Hay là... Dạ, em làm hành chánh. Công việc của anh làm bên nó cũng làm hành chánh ạ. Ừ, anh làm hành tránh nhưng mà chỉnh thoảng thì nếu mà có công việc ở các tỉnh thì anh sẽ đi công tác theo phân công. Lúc nào mà có dịp anh mời em về Biên Hòa chơi. Dạ. Công việc em thấy áp lực không? Dạ không, cũng thoải mái. Em làm bên đó nhưng làm bên y tế học đường. À, y tế học đường của trường mầm non. Dạ. Anh lại nghĩ là em là giáo viên mầm non. Khi mà nghe mà 27 tuổi mà chưa từng đi qua là anh bất ngờ lắm. Thì cũng có nhiều người bất ngờ. Em có hay về nhà ngoài Bắc không? Có, một năm em về một lần. Tết về hả? Thì bình thường là Tết về, còn có khi nhà mà có việc thì sẽ về, và dịp khác thì Tết không có về nữa. À, em có nghĩ rằng là em sẽ lập nghiệp ở trong này không? Hay là em sẽ về Bắc? Dạ, em nghĩ là mình thích ở trong này hơn. À, anh thì anh thấy là anh học ở phía Nam này hơn là ở Bắc. Xác định là ở trong này lập nghiệp luôn hả? Dạ. Trời ơi, cơm ngon quá, ăn đi. Ăn nhiều vô. Cái đó mập kìa, tao thích da tròn tròn, mình hơi ốm này. Chứ không, cho hồi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ, cũng hỏi để biết xem là có lập nghiệp trong Nam này được không? À, em định lập nghiệp trong Nam luôn chứ hả, đúng không? Dạ. Cùng chí hướng. Cùng chí hướng rồi. Dạ. Em ở quận 2 là ở với ai vậy? Em làm quận 2 nhưng mà ở quận 9 ạ. À, càng gần dạ, nữa. Càng gần Biên Hòa, nếu mà ở đó là ở với ai? Ở với bạn. À, mình còn em ở với đó là rồi có kế hoạch gì để mà ví dụ lấy vợ, hai người cùng chí hướng nè. Rồi giờ lấy vợ muốn lập nghiệp ở trong này luôn thì mình có cái định hướng gì, kế hoạch gì cụ thể cho tương lai chưa? Em nghĩ rằng là ở Đồng Nai nó sẽ phù hợp với công việc và cũng như là cái mức sống nó cũng phù hợp với lại khả năng. Bây giờ công việc đã ổn định chưa em? Có việc ổn định chưa? Dạ rồi. Em làm luật mà về bên cái mảng nào? Chủ yếu là về dân sự. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 33 chị. 33 rồi. Như tuổi này cũng là đã có vợ có con được rồi đó, đúng chưa? Dạ. Bây giờ thì nếu mà muốn định cư ở trong này, muốn làm việc luôn thì cũng phải có nhà có cửa để vợ con đồ ở, chứ mình cũng không đâu thể ở nhà cậu mợ hay anh chị được hoài. Dạ. Đúng không? Bây giờ nếu như quen một mối quan hệ thì em định bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Em nghĩ rằng là tùy vào cái tình cảm sâu nặng giữa hai người. Ừ. Là có hiểu nhau hay không. Ừ. Và có chấp nhận nhau hay không thì... Nhưng mà mình cũng phải có một cái mắt chứ, gì không thể nào mà cứ quen nhau hoài rồi để kéo dài 5 năm, 7 năm nữa rồi chia tay. Chị cũng không có tán thành cái việc đó. Em nghĩ là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đó, ít nhất dạ. Nó phải có một cái như vậy.
Với thời buộc mình con gái mình thanh xuân mình qua nhanh lắm em. Dạ. Quen một cái đối tượng mà thấy được hay không được á, thật sự mà người ta trân trọng mình, đã yêu thương mình á, có thể là ngày cưới hay rồi mình từ từ, nhưng mà phải ngỏ lời. Tại em chưa có kinh nghiệm, chị phải truyền kinh nghiệm. Dạ. Chứ còn nếu mà quen một cái người mà người ta cứ im lặng, người ta không nói gì, người ta không chủ động muốn có cầu hôn, mình nên xem lại coi người ta có muốn tiến dài tiến xa với mình hay không, đúng không? Dạ. Tôi nói gì có sai gì không? Dạ đúng. Đúng không? Chứ bây giờ quen hoài không cầu hôn, phải đợi người đàn ông cầu hôn. Mà giờ người ta không cầu hôn, mình ngồi hoài luôn. Cái tự nhiên qua tuổi thanh xuân, đến một lúc nào đó chợt nhận ra ờ sao mình không hợp nhau này kia, cái chia tay. Có phải thanh xuân của người phụ nữ nó qua đi không? Em cũng vậy nữa. Lấy vợ sớm sớm một chút, sanh con rồi con cái không, sau này cha già con mọn, đúng không cưng? Dạ. Rồi tiếp tục kế hoạch. Em nghĩ nếu mà hai đứa tụi em mà có thể tiến tới được với nhau thì sẽ làm nhà ở Đồng Nai. Làm nhà ở Đồng Nai. Dạ. Cố gắng đi, giờ cũng có bằng rồi, học hành bao nhiêu năm nay rồi, tập trung công việc rồi dành dụm để mà có một cái tổ ấm, rồi an cư thì mới lạc nghiệp được. Rồi còn cái điều kiện mà làm quen tìm hiểu với nhau thì chị thấy hai bạn rất là hợp. Nãy giờ chưa thấy khó khăn nào hết, chưa thấy nha. Còn mình tìm hiểu có hợp hay không là còn tùy nữa, vì cái đó là về cảm xúc. Nhìn bề ngoài thì ok, còn cảm xúc là phải do hai bạn. Bây giờ Tường mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài ha. Trong này có những yêu cầu của chương trình đưa ra, mình sẽ thực hiện những yêu cầu trong chương trình này. Có chút va chạm, có chút tiếp xúc với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hoặc lớn lên em gái. Giả sử anh và em đang ngồi uống cà phê, có một cô gái đến bắt chuyện và làm quen với anh, em sẽ xử lý như thế nào? Hai đứa đang hẹn hò, đang đi chơi, đang tìm hiểu, đang yêu nhau. Tự nhiên có cô gái tới, mình diễn thử đi. Mình diễn thử coi như là hai người nè. Đó, bây giờ hai người là chị trẻ, chị làm cô gái kia thôi nha. Cô chị ví dụ nha. Bây giờ hai người đang uống cà phê, đang trò chuyện nè. Cái tự nhiên chị tới nè, em chào anh. Dạ, em nhìn xa em thấy anh, em ngồi bên kia em nhìn qua em thấy anh dễ thương quá à. Anh có thể cho em xin số điện thoại anh được không? Chắc em phải hỏi bạn anh. Dạ, em xử trí thì sao? Cô đó, cô nhìn em đó. Dạ, em kêu anh cho luôn. Cho luôn hả? Dạ. Dạ, chị cho rồi kìa anh. Nếu mà chị cho thì em ra lấy số từ chị đi. Chị cho em số điện thoại ảnh đi chị. Em không có làm gì đâu, tại em thấy anh đẹp trai dễ thương quá nên em muốn kết bạn thôi. Dạ. Cho không? Cho. Cho luôn hả? Sao vậy? Tại sao cho? Mình phải bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nếu mình đã tin tưởng rồi thì mình... Nhưng mà giang hồ giờ hiểm ác lắm em. Mình tin tưởng là một chuyện, nhưng mình đừng cũng phải ngăn cản khi thấy có những cái tín hiệu xấu. Bạn trai mình ok tốt, nhưng mà biết đâu những cô gái xung quanh người ta không tốt thì sao? Mình vẫn phải tin tưởng. Nhưng mà nếu trên thực tế mà có một cái tình huống như vậy và anh ấy xử lý như lúc nãy thì em suy nghĩ như thế nào? Đồng ý với cách ứng xử đó không? Dạ. Còn ngược lại thì em có đồng ý với cách ứng xử của bạn gái em là cho không? Em nghĩ rằng là cái cách ứng xử của bạn cũng khá là tốt, nhưng mà không biết là về nhà có nhéo em hay là có làm gì em hay không. Về nhà em chưa biết được. Cũng làm thì dạ chịu nha, ảnh đã hỏi ý kiến em mà đưa qua em mà em còn cho như vậy nữa thì là về nhà không có ngắt nhéo ảnh nha. Dạ. Hai bạn đây mình đang còn rất là lịch sự, tuy nhiên trong tình yêu thì đôi lúc không có thể hiện được những điều đó đâu. Yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh, yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh lúc đó là sẽ lông lồn lên như thế nào và sẽ sưng sổ lên như thế nào. Còn lâu mới cho số điện thoại. Rồi mời em. Hãy thực hiện các động tác theo yêu cầu của bạn gái. Bạn gái đọc đến đâu, bạn trai làm tới đó. Rồi, em đọc đi cho ảnh làm. Dạ, làm động tác hơn nữa. Thôi là em phải đứng lên cho sang bên đấy chứ không chị? Ôi vậy hả? Mời em, chị đâu biết. Chứ hay là em ngồi bên này thì hơi xa này sao? Chị đâu biết. Em hỏi ý kiến chị thì chị tư vấn giùm em. Ồ, chị chỉ tư vấn về cảm xúc thôi, chứ còn về hành động chị không có tư vấn được. Em phải thương lượng với cô ấy chứ. Em có đồng ý cho anh sang phone em không? Em xin phép chị nha. Tôi xin phép tôi chị, xin phép bạn ấy, xin phép tôi chị. Trời ơi. Tự tin quá ha, quyết đoán quá ha. Bắn tim ạ. Bắn tim. Trời, em đọc luôn, anh đứng đó làm luôn. Bắn tim. Này à. Nhìn cổ chứ không lẽ bắn cho tôi, sao nhìn tôi. Phước tóc kiểu lãng tử. Là sao? Này hả? Lãng tử đó hả? Em biết nữa, em sống nội tâm giờ em có biết. Ra phút lại, ra phút lại. Thường muốn tao phải thọt mấy ngón tay vô. Sầu quá. Cái gì nữa, cái này cái gì? Phải thọt vô trong cái máy. Hất lên thì mới lãng tử được. Tao làm thử coi, làm thử coi. Nói đùa cho vui thôi. Đó là những cái câu hỏi chương trình dành cho hai bạn để chúng ta có một chút xíu gọi là có cái sự va chạm để mình hiểu nhau nhiều hơn, để đo được cái cảm xúc của nhau. Hôm nay về phía bạn nam là có một người thân đi theo, là ai vậy em? Dạ cô dạy em. À là cô dạy, dạy về cái gì?
Cô dạy em từ thời mà em là sinh viên luật á. Đến bây giờ thì vẫn là kèm cặp em trong công chuyên môn nghiệp vụ. Rồi mời cô ạ. Mãi dạ chào cô. Dạ. Chào diễn viên, MC và người đẹp không tử Cát Tường. Dạ cảm ơn cô. Cô ngồi nghe cái câu chuyện của hai bạn trẻ này từ nãy giờ ha. Dạ. Theo ý kiến cá nhân của cô thì cô nhận xét về cặp đôi này như thế nào? Xin phép cho mình được dài dòng chút xíu là mình sẽ có bốn cái lời khen. Dạ. Thay lời nhận xét cho cái cả chương trình này. Dạ. Để nhìn cặp đôi. Dạ cảm ơn cô. Thứ nhất là mình có một cái lời khen dành cho chương trình, bởi vì nhờ có chương trình này mà những cái trái tim đang cô đơn sẽ tìm thấy nhau. Dạ. Và sẽ lan tỏa được cái tình yêu và các bạn sẽ có cái hy vọng về một cái tương lai. Dạ. Cho cái tình yêu của các bạn. Em thay mặt chương trình cảm ơn cô. Dạ rồi, là cái lời khen thứ hai dành cho MC Cát Tường, đó là một MC có rất là nhiều năng lượng, đặc biệt là năng lượng trong tình yêu. Mặc dù là bị ế. Không, Cát Tường thì làm sao ế được. Cát Tường vẫn giữ một cái lửa cho cái tình yêu của mình. Chính vì cái lửa đó truyền được một cái thông điệp cho các bạn trẻ rằng là tình yêu là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Dù cho chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái trắc trở, thậm chí là chúng ta chia tay, chúng ta phải theo đuổi nó, dành thời gian, dành tâm huyết dành cho một cái tình yêu trong cái cuộc sống này. Và cái lời khen thứ ba mình dành cho bạn nữ, khi mình bước vào cái phòng ghi hình và mình được ngồi phía sau bạn nữ, cái điều mình rất là thích ở chỗ bạn nữ này là gì? Mình không nói đến ngoại hình thì bạn này quá tuyệt rồi. Mình có một cái cảm xúc, đó là gì? Mình nghe thấy cái cảm xúc của bạn ấy luôn. Tức là bạn ấy đang ở trong một cái trạng thái là bịt mắt kính, nhưng mà nụ cười vẫn nở trên môi bạn ấy, và cái hơi thở của bạn ấy mình cảm nhận được là bạn ấy rất là mong chờ cái cuộc gặp gỡ này, và bạn ấy rất chân thành mong muốn có cái cuộc gặp gỡ này. Yeah. Và cái lời khen thứ tư đó là mình dành cho học trò của mình. Mình cũng có cái duyên là dạy bạn này ở đại học, và mặc dù là không tiếp xúc với bạn nhiều lắm, nhưng mình có lời khen cho bạn, đó là bạn có một cái sự nghiêm túc trong cả công việc, trong cả tình yêu, trong cả cuộc sống của mình. Nói nôm na, đó là một cái người đàn ông, nếu một người phụ nữ cần một cái người đàn ông tốt, một người đàn ông có gia đình, thì bạn này có thể là đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó. Yeah. Cho chê chút xíu, đó là bạn này hơi cầu toàn trong cuộc sống như trong công việc. À hơi chê, đang chê hả? Đang chê đó. Và chính vì sự cầu toàn đó thì đôi khi bạn hơi khó tìm thấy cho mình một cái người mà theo bạn là hợp với bạn. Công việc cũng là một trong những cái lý do để bạn cảm thấy hơi e sợ trong cái tình yêu hoặc là hôn nhân gì đó. Mong bạn nữ và bạn nam luôn, tha thiết mong bạn nữ tạo một cái cơ hội cho nhau, bởi vì tất cả nó quá tuyệt vời rồi. Mình rất là mong các bạn tạo cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Mình cứ tìm hiểu như là những cái người bạn bè, cảm xúc còn lại là một cái điều nó phải được vun đắp, chứ không phải là chỉ là nhìn ngày hôm nay các bạn ha. Rồi, xin lỗi. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều với những cái lời rất chân thành của cô ạ. Dạ, cô cũng cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, rồi, dạ. Dạ. Cảm xúc của bạn nữ như thế nào? Sao em lại khóc? Có nguyên nhân gì? Có gì? Không có. Tại em nghe cô nói là cô hiểu được tâm lý của em với lại cảm xúc của em thì nó tự dưng lắm. Thế là mình xúc động thôi. Một cô bé rất là đầy cảm xúc, mà đây cũng là những người sống nội tâm. Thật sự những người mà nhiều cảm xúc như vậy á, chị nghĩ đó là những con người lương thiện. Và thật sự với cảm xúc của một người hay là mai mối, chị thấy hai đứa em tương đối là tương đồng với nhau. Giống như hồi nãy cô cũng có chia sẻ đó, tình yêu lúc nào nó cũng đẹp hết. Mặc dù trong tình yêu nó sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc, tại vì em chưa yêu lần nào. Nên chị chia sẻ không phải tình yêu là vui vẻ không, không phải là cười không đâu em. Đến khi mà nó va chạm vào cuộc sống, nó sẽ có những lúc khiến mình phải rơi nước mắt. Nó sẽ có những đau khổ, nhưng đó cũng vẫn là những cái giọt nước mắt trong cái hạnh phúc. Nếu mình vượt qua được những cái chướng ngại, những cái khó khăn để mình tiến tới được với nhau, mình cùng chung được một cái chí hướng, thì mình sẽ có những cái hạnh phúc viên mãn về sau. Hy vọng tình yêu nó đến với em có thể chậm, nhưng nó sẽ chắc chắn và bền vững. Đó là một cái lời chân thành chị muốn chúc em như vậy ha. Dạ, chị cũng không muốn những cô gái phải thăng trầm nhiều giống như chị đâu. Dạ. Hy vọng là một tình yêu duy nhất và mãi mãi dành cho em. Và hy vọng cái duyên đó ngày hôm nay chị được mang đến cho em. Mọi người nói với nhau một câu nữa đi trước khi chúng ta quyết định là bấm nút. Trước hết là em cảm ơn chương trình. Em khá là bất ngờ khi mà được biên tập viên gọi cho em. Em nghĩ rằng là chương trình thì lượng người đăng ký rất là đông. Đến em chắc già mất rồi. Là bất ngờ tiếp theo là hôm nay được gặp bạn nữ rất là xinh, mà lại đồng hương với em, cùng quê với em. Thì hy vọng rằng là trong tương lai tụi em có những cái tình cảm tốt đẹp hơn. Anh muốn nói với em rằng là anh sẽ cố gắng để vun đắp tình cảm giữa hai đứa. Dù rằng không biết tương lai nó như thế nào, nhưng mà anh sẽ cố gắng từng ngày
Dạ. Nếu mà có cơ hội hai người hẹn hò với nhau thì em cũng cố gắng để cung cấp tình cảm. À, thật sự là bạn trai phải cố gắng nhiều hơn. Tại vì phụ nữ thì người ta sẽ e thẹn, mà mình là đàn ông mình phải chủ động. Với lại đây cũng là một cô gái mà tại vì cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu nữa, nên mình cũng phải cố gắng sắp xếp và chủ động một chút xíu nha. À, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như đồng ý hẹn hò thì mình nhấn mạnh vào nút. Nếu không đồng ý thì mình lấy tay ra, suy nghĩ thật kỹ, bấm nút. Dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, mình bấm bằng cái cảm xúc thật của mình. Nãy giờ những ý kiến xung quanh để cho các bạn tham khảo thêm thôi, nhưng mình phải xem trái tim mình có rung động hay không. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi nhắm mắt lại luôn nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì hãy quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. À, cảm ơn hai bạn, rất là vui ha. Hai trái tim đã cùng sáng đèn. Rồi mời em trai qua đứng bên đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức là mình trở thành một cặp đôi để tìm hiểu nhau nha. Còn tìm hiểu nhau bao lâu, kế hoạch như thế nào, đó là chuyện của hai bạn. Nhiệm vụ của dì Tường đến đây là hết rồi. Đây gửi tặng em một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là một cặp vé xem phim, nắm tay đi cưng. Đây là một cô gái khá đặc biệt, một cuộc gặp gỡ cũng đặc biệt. Hồi nãy em đã hôn bạn gái em một cái. Em là người hôn đầu tiên, nhưng mà nụ hôn đó là nụ hôn chương trình bắt buộc. Bây giờ em hãy xin phép bạn gái để hôn lên má bạn gái một cái, để kỷ niệm lại giây phút mà chúng ta chính thức hẹn hò. Em đồng ý cho anh hôn em. Rất dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng đây là một cặp đôi rất là hợp nhau. Hy vọng là chúng ta sẽ theo dõi và chờ đợi tin vui đến từ họ nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika. Tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Xin thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị nhớ đón xem và đừng bỏ lỡ tập nào nhé. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay và hướng mắt về sân khấu chào đón hai bạn nam của chương trình. Wow. Và bây giờ xin mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái nào. Chàng trai ở ghế màu đỏ, mời em giới thiệu trước nè, em tên là gì? Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Đạt và chị Cát Tường và hai bạn gái bên kia. Em tên là Đỗ Phú Cảnh. Hiện đang em đang sinh sống và làm việc ở bên quận 2. Em là nhân viên văn phòng. À, quê mình ở đâu á Cảnh? Em quê ở Ninh Bình. Mà mình xác định là mình sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là sau này mình sẽ về quê? Dạ vâng, em xác định lập nghiệp ở trong này. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Cảnh? Mạnh của em thì làm cái gì thì phải làm bằng được cái đó. Với lại em biết nấu ăn. Nói chung là ra ngoài mà rời xa vòng tay của bố mẹ mà không biết nấu ăn là cũng mệt. Dạ, cái buổi sáng ấy, em hay ngủ nướng. Nhiều khi em hẹn giờ mà ngày nào em phải cũng phải hẹn giờ để dậy, mà em mà không hẹn giờ là quên. À, mà vấn đề đồng hồ báo thức ren là có dậy liền không hay là ren rồi còn nằm rướn thêm? Ren nằm rướn thêm. Đấy, có khi nào trễ chưa? Dạ. Có trễ chưa? Có bị trễ. Thế thì buổi tối thì thường em sẽ làm gì? Chung là buổi tối thì em thì em còn chạy xe nữa. Ồ. Chạy thêm. Chạy xe công nghệ hả? Vâng, em có xe 4 chỗ để em chạy thêm công nghệ nữa. Vậy là ăn ngoài đường. Đúng rồi, em ăn uống ở ngoài đường không à? Có bạn gái thì làm sao, là mình mất thu nhập. Có bạn gái mà đi thì chơi là không chạy được, là có mất bạn gái thì mình phải dành thời gian cho bạn gái thôi chị. À, là hôm nào không có bạn gái thì cứ chạy, hẹn bạn gái đi chơi thì đi chơi đúng không? Cũng nhân tiện có xe có đồ sẵn luôn ha. Dạ vâng. Rồi vậy dư đồng nào chưa? Vốn liếng thì nói chung là em cũng có mua nhà ở dưới Bình Dương rồi, còn Sài Gòn thì không mua được thôi. À, đã có nhà dưới Bình Dương thì cũng được. Có điều kiện quá vậy ta. Nhưng mà vậy là mình ở Sài Gòn. Nhưng mà mua nhà là ở Bình Dương, tại lúc mình đầu tư thấy nó rẻ thì mình mua đúng không? Hay là mình mua để làm mục đích là như thế nào? Em mua lại nhà của em gái mà em gái bán đi, em mua nhà khác như vậy là em thấy là mình thấy nó giá được thì mình mua lại, mình mua. Là giờ đang để trống hay là cho thuê? Em cho thuê. Đó là những thông tin của chàng trai ngồi ghế màu đỏ đúng không chị? Đúng rồi, bạn Cảnh. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, giới thiệu về mình đi nè. Em tên Lê Thị Xuân Dào, năm nay 23 tuổi, đang đi học.
Đang đi học. Học máy tính ở trung tâm. Quê em ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Ở đó giờ em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Quận 8. Gia đình em có mấy người nè? 7 người. 7 người? Em là thứ mấy nè? Em út. Điểm mạnh em biết em là gì? Điểm mạnh của em chắc có lẽ em đẹp á. Chắc có lẽ em đẹp á. Phải tự tin như vậy. Phải tự tin như vậy đó cô bé à. Còn điểm yếu của mình là giàu. Giàu. À, tên giàu à? Dạ, giàu. Mong chờ thôi. Mong chờ. À, điểm mạnh ngoài đẹp ra thì chắc cũng là... Ngoài đẹp ra. Nhấn lại cái đó nữa hả? Ngoài đẹp ra thì còn gì nữa nè. Chắc dáng em cao. Cao bao nhiêu à? 1m60 anh. Chắc 1m60 không? Chắc 1m60 anh. Đáng ra là 1m65 nó rút còn 1m60. Sao có kèo rút vậy? Rút là sao anh chưa hiểu? Là năm lớp 9 em đo thì nó 1m65, thời gian gần đây nó đo còn 1m60. Em có bị phồng lưng hay là có bị... À, nó rút thôi anh. Người ta rút ở bộ phận nào? Năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ 23 chị. 23 tuổi mà rút, cái tuổi đó là cái tuổi xương ta đang phát triển bà ơi bà. Trời ơi, còn rút là ngày xưa thiếu canxi, không có sữa uống á. Rồi mấy ông bà lão 70-80 người ta mới còm cái lưng người ta xuống. Mới 23 tuổi mà rút tới 5 phân lên. Trời ơi trời, gặp thứ dữ rồi hai ông ơi. Do em bị rút lại hay là cái cây thước nhà em bị rút lại? Chứ em nghĩ là cây thước nó rút lại. Cây thước nó rút lại đúng không em ơi? Mình đừng có nghĩ mình mới có 23 tuổi mình rút ở bộ phận nào bây giờ. Đó là những điểm mạnh là mình đẹp nè, mình cao nè. Tính ra nó rút là điểm yếu đó chứ. Bây giờ điểm yếu nè. Điểm yếu của em chắc cũng gì em đẹp hơn. Chắc cũng gì em đẹp hơn. Bởi em đẹp quá không ai dám tơ. Ồ có đó yếu mạnh dữ ha. Đây yếu lắm chứ, tới giờ đọc hơn. Thời gian rảnh rỗi em làm gì? Thời gian rảnh rỗi em ghép hình. Em ghép hình hai người nam. Ghép hình hai người nam. Họ làm gì à? Hôn nhau à. Ôi sao em thích ghép vậy ạ? Ủa sao em không ghép, không có ghép một nam một nữ hôn nhau mà ghép hai người nam hôn nhau? Bởi vì trong cộng đồng của em được gọi là hữu nữ á chị. Là sao anh chưa hiểu cái từ đó? Thích nhìn nam ôm nhau, thích nhìn nam hôn nhau. Ô cô bé này thú vị quá vậy ta. Coi chừng một hồi mở cửa trái tim ra là bắt hai ông nội này hôn nhau luôn á. Nên là cẩn thận đi nha. Cảm ơn em rất nhiều, đó là những thông tin từ từ anh sẽ hỏi em nhiều hơn ha. Và trước khi tiếp tục với người kế tiếp thì cho chị hỏi cảm xúc của hai bạn trai một chút. Chị thấy có cái vẻ gì nó hơi hỗn loạn bên này về cái tinh thần á. Bây giờ có nghe hữu nữ chơi bạn trai cái đó? Chưa. Hồi đó giờ tôi chỉ biết hữu cốt rồi. Hữu nữ là cái gì? Hồi đó giờ em có nghe hữu nữ chưa, bạn trai cái xanh? Em chưa nghe không? À nãy giờ em nghe bạn gái ở ngồi cái đỏ bên kia chia sẻ thì cảm xúc của em như thế nào? Hơi ghê tính. Hơi thấy cá tính đúng không? Mà thích hay là không thích? Dạ, còn tùy gặp nữa. À mà nãy giờ có chút thấy thú vị hay thấy sợ hãi? Dạ cũng có. Có cái nào? Em cũng sợ hãi. Sợ hãi hả? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với thông tin của bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Đầu tiên xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Cùng hai bạn nữ bên kia về khán giả. Em tên là Lưu Thành Nam. Em sinh năm 1990. Hiện đang sống và làm việc ở Khánh Hòa. Nghề nghiệp của em là kế toán và mới định bất động sản. À là bây giờ vô đây ghi hình thôi. Mình tối về lại tối, tối, tối về nay về rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì Nam? Điểm mạnh của em là biết ca hát, nấu ăn, có năng khiếu buôn bán, chăm lo cho gia đình, rồi nuôi chiều bạn gái. Giỏi vậy á. Điểm yếu của em là hay vô thức khuya về, cũng thỉnh thoảng cũng nhậu. Có một cái hơi trắc trở là không biết ở đây có ai thích yêu xa không nha. Về ở rễ được. Ở rễ được. Được được. Ở rễ được. Nếu ở rễ mà không phải ở ngoài Khánh Hòa, nếu ở trong Sài Gòn sao? Thì mình chuyển công nghệ Sài Gòn á, Sài Gòn bắt xẻ được mà chị. À ok ok, đồng ý đồng ý. Thành phố Hồ Chí Minh tới Khánh Hòa là nhiêu cây à? Dạ 500 anh. Em phải đi Nha Trang tắm biển không à? Dạ em chưa ra thành đó là nào. Chứ hồi đó giờ những chuyến đi chơi xa nhất của em là ở đâu? Đà Nẵng, tại vì em ngoài Bắc em ra Hà Nội rồi. Ví dụ Đà Lạt nè, Mũi Né rồi Vũng Tàu mới gần đây. Thôi bây giờ giới thiệu về mình đi nè. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Hướng Đạt, và em xin chào hai bạn trai bên kia. Em tên là Lê Thị Hợp, sinh 1990. Em sao vậy, cái tắt lưỡi rồi. Em gốc em ở Hải Dương. Em vô Bình Dương được 15 năm rồi. Bây giờ em ở Bình Dương, em vô với ai? Trước em vô có người quen, với cả trong Bình Dương em có chồng họ cũng đông. Công việc hiện tại em là gì? Em làm bên tóc và bên xăm ạ.
Tại bây giờ là em có tiệm riêng hay là còn đang làm? Em tiệm riêng được chục năm. Bà chủ mà sao còn run vậy ta? Thế mạnh và điểm yếu em là gì? Em rất hoạt bát nè. Nhiều lúc mình đã nói cũng nhiều, siêng năng và chăm chỉ. Rồi điểm yếu là gì nè? Nhiều lúc hay bị rung á. Tại vì em chưa lên chương trình mới cả chưa, em nó lẹ lắm. Vui vẻ nha. Vâng. Ví dụ em đang xăm chân mày của ta mà em rung hoàn bút quên luôn sao? Dạ không, không có. Cái đó không có chuyện đó đâu ha. Đây nè, cô bé này đẹp sẵn nè, bây giờ làm cái gì đẹp nè? Dạ theo em mà bạn cũng đẹp sẵn nên nhiều đẹp khi sẵn. Bạn làm gì cũng đẹp. Ôi trời ơi, giờ khách vô ai em cũng nói đẹp sẵn rồi lấy gì em có sao khách. Sao mà có khách? Dạ không, cái lúc đó mình bị khác nữa, mình hỏi ý kiến khách hàng. Em có sợ yêu xa không? Bây giờ em là Bình Dương. Bây giờ bên đây thì hai anh, một anh thì Sài Gòn, một anh thì Nha Trang. Em rất ngã, em rất ngã. Tại vì em trải quá rồi. Cách đây chắc mấy năm trước. Em ở Bình Dương rồi, anh đó ở đâu? Anh cũng người Bắc luôn. Nhưng mà anh vô công tác, đi công trình xíu á. Có nghĩa là anh đó ở ngoài Bắc, rồi anh vô trong này mới quen cái, em. Không, cái công việc của anh, dạ đúng rồi. Rồi quen nhau được bao lâu? Dạ một năm. Hồi nãy khi mà nói về vấn đề yêu xa, sao em lại xúc động? Tại vì em run quá anh. Em mỗi lần em run là cái giọng nói em nó thay đổi, giống nói chuyện giống đang khóc. Cái đó là do rung chứ không phải là do xúc động. Những dạ, mối tình kia chị hết hồn. Tưởng đâu là ai đã làm gì tổn thương em mà khi vừa nhắc tới chuyện tình yêu cái mà em nói về tình yêu là em lý trí đó. Hồi đó bây giờ bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ em trải qua ba. Dạ cuộc tình đầu tiên là hai người yêu xa. Cái mà bắt với cái đâu? Miền Trung. Ba cái mối tình đó, mối tình nào là sâu nặng nhất? Dạ theo em nghĩ á, là thực chất là em vẫn nghiêng về bên công việc mới kiếm tiền hơn. Em nghiêng về anh nói trong tình sự yêu nghiệp em luôn. Dạ lý trí hơn trong tình yêu á, nên em không có bị gục ngã hay là không có bị nhu nhược. Không phải gọi lụy tình á, em không thuộc dạng lụy. Dạ em không phải thuộc dạng lụy tình. Dạ em là xác định là thực chất là em cũng cá tính mạnh mẽ lắm á. Dạ. Thấy không được là thôi. Dạ bây giờ tới chương trình này em sẽ mong tìm một người yêu thế nào? Em thích người chín chắn, là chững chạc, công việc ổn định, mới cả một người biết lo cho gia đình. Nhưng mà giờ cũng xa nữa thì giờ tính làm sao? Cái anh dạ, xanh là Khánh Hòa, còn anh mẹ em cũng ở Khánh Hòa. Vòng vòng 3-4 tỉnh trong này thì cho nó gần, chứ xa là em cũng ngán. Nói chung là cũng mọi thứ tùy duyên ha. Gặp nhau trao đổi nữa coi sao. Rồi vậy giờ quay qua bạn nam với xanh nè, tình trường em sao? Tình trường em là trẻ hơn mối tình. Về điểm chung của hai mối tình là người ta bỏ em chứ em không bao giờ bỏ người ta. Vậy mình có rút ra cái do tại sao hai mối tình ta bỏ em không? Người ta có người khác mong muốn em á, thường yêu thích nữ làm về làm đẹp đồ á, làm móng tay móng chân làm nail á, rất là thích. Như bên làm đó kìa. Dạ bên đó nè. Có nghĩa là sau này lấy vợ về em vẫn cho vợ em kinh doanh, vẫn cho vợ em làm. Em mở tiệm đồ làm. Chi nhánh 2 ví dụ như vậy, tiệm có chi nhánh, mở chi nhánh 2. Rồi ok. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn gái là người vợ tương lai là người như thế nào nè? Hiền dễ thương rồi biết lo chung thủy với chồng thì được rồi. Và mình đang sống ở chỗ nào? Ngoài đó là mình có nhà sống chung gia đình hay là sống riêng hay là thì, sao? Thì cái nhà riêng. Chà, có nhà riêng mà sao nãy đòi nói đi ở rể rồi ở rể đi bán nhà đi theo vợ hả? Thì nếu mà ở vợ thì chẳng đã cho thuê. Rồi bây giờ quay lại với Cảnh đúng không? Dạ vâng. Tình trường Cảnh sao Cảnh? Em cũng trải qua một mối tình rồi. Thì bọn em yêu nhau cũng được một năm. Nói chung là hai người không có cùng một suy nghĩ. Bạn ấy quyết định là ra ngoài Bắc lập nghiệp ở ngoài đó, còn em thì xác định ở trong này. Mẫu người bạn gái của em mong muốn là như thế nào? Nói chung là nhìn mà thích hợp với nhau là được rồi. Cô bé xinh đẹp của tôi, chuyện tình yêu em như thế nào? Em ế bằng thật là anh, người ta chỉ nhìn người ta không nhìn ta. Ai đã từng dám nhìn em? Bạn học em ở lớp 9. Dạ sao em biết bạn đó nhìn em? Tại nó ngồi kế bên. Có tấn công em cá tính em đẹp em phải cua người ta chứ không, mình đẹp mình phải giá chứ chị. Không, mình đẹp mình phải giá chứ chị. Trong đầu em suy nghĩ cái tương lai của mình là khoảng bao nhiêu tuổi thì em sẽ lúc đó em phải lo lắng là em phải lấy chồng? Khoảng chắc 27-28. Thì bây giờ trong hai phải có một là làm sao bớt đẹp lại để cho trai nó nhìn, còn hai là bây giờ mình phải tấn công mình cua trai. Mình chọn hai, nếu hai cái đó em chọn cái nào? Chắc em chọn cho trai cua. Cho trai cua vậy mình phải bớt đẹp lại. Dạ. Vậy làm sao để bớt đẹp? Chắc là bớt trang điểm lại.
Vậy là em đẹp là tại vì trang điểm? Không, em đẹp là tự nhiên. Ngày hôm nay em có trang điểm không? Không phải tự nhiên mà mình đẹp cho nên mình phải trang điểm. Thôi con bé này rối não thiệt đó ta. Bây giờ mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? 1m7 trở lên. Là sao em mắc mấy? Phải cao. Sao? Phải cao hơn em. 1m67 chàng trai ghế xanh. Còn Cảnh là 1m mấy? Em 1m68. 1m60 ổn. Da trắng với là đẹp. Da trắng. Tại sao em lại mong mỗi người đàn ông da trắng? Vậy sinh con ra cho nó da trắng. Nếu có thể thì cơ bụng 6 múi cũng được. Nếu có thể thì cơ bụng 6 múi cũng được. Nếu mà không có thể thì sao ạ? Đừng bụng bia. Còn gì nữa không ạ? Còn đừng gia trưởng. Anh hy vọng là ngày hôm nay em sẽ mở trái tim ra để mà cảm nhận một cái tình cảm, một cái gì đó để mình bắt đầu yêu, để có gia đình, để vừa mình bớt đẹp lại. Rồi, mình bây giờ bớt chúng ta sẽ đến với phần thăm hỏi ý kiến của người thân. Hôm nay thấy có hai chàng trai trẻ ngồi bên dưới nha. Rồi, ngồi đối diện với chị Tường trước đi, mời em cầm micro lên. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Đạt. Em là người thân của anh Nam. Thì theo em, linh cảm của em là hôm nay là có chọn được ai trong hai cô bên đó với anh mình không? Dạ, chị bên này. Chị ghế xanh hay ghế đỏ? Xanh, đúng không? Ghế xanh. Ủa, tương ứng ở chỗ nào vậy? Một người phụ nữ mà làm tóc, tai, làm đẹp rồi. Dạ, đúng rồi. Không phải là chuyên gia trình nhờ bạn em nói. Mẹ em để trong đầu em từ trước rồi. À, là thích cái người mà làm về làm đẹp là thích lâu rồi. Dạ, em là Hậu, em xin chào chị Tường, anh Đạt. Em là bạn thân của Giàu. À, bạn thân của Giàu. Giàu là một người sống tình cảm. Nhưng mà có tính hơi trẻ con. Nên em nghĩ một chàng trai điềm tĩnh hơn sẽ phù hợp với Giàu. Em, và cái gu của Giàu em cũng biết. Đó là anh ngồi ghế đỏ. Cố lên cao, em, cao, ngẩng đầu cao lên em. Trắng trắng. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Và bây giờ mở cửa trái tim. Trời, không có gì à, căng thẳng, cười lên em, cười lên. Cảm ơn về hai quà ha. Wow. Qua wow, quá trời qua luôn. Có rung nữa không à? Dạ, hơi rung. Bình thường thôi. Mình cảm ơn. Rồi. Cho tôi coi cái quà của bạn nữ là cái gì vậy? Em khui ra chị coi coi. Này đặc sản phải không? Rồi, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì không biết là cái cảm nhận đầu tiên của các bạn là như thế nào? Hai bạn gái đều xinh đẹp. Mình thấy có rung động xao xuyến gì trong người chưa? Thì cũng xao xuyến. Đẹp quá mà có dám tới không, hay là đẹp quá không tới nhìn? Tới đây là phải tới. À, tới đây phải tới. Rồi còn Cảnh sao Cảnh? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Cảm xúc của em thì hai bạn gái đều đẹp. À. Em không thấy phụ nữ xấu, chỉ thấy phụ nữ là không biết làm đẹp thôi. Dạ. À, hôm nay phụ nữ vừa đẹp và vừa biết làm đẹp nữa đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Giao. Nãy chị nói rồi, một là mình xấu đi, hai mình phải tấn công. Giờ cảm xúc của em như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Em nghĩ em còn rất có giá. Trời ơi. Rồi nhận xét về hai anh chàng ngày hôm nay sao? Cũng được chị. Cũng được mà sao nghe nhạt nhẽo vậy? Nếu nói là ghế đỏ đẹp hơn ghế xanh chị. Trời, thẳng thắn vậy luôn hả? Ồ. Mà bạn em dưới nó nói là anh ghế đỏ này gu em phải không vậy? Rồi gu em ít nhất là có tóc chị. À, trời ơi. Con bé nó sát muối quá. Thông cảm, em nó còn nhỏ nha không? À, em nó còn nhỏ. Rồi, được, cá tính. Thẳng quá. Rồi. À, rồi tới phía em. Là, tại vì cũng ngang bằng tuổi em thấy hai bạn cũng chín chắn. Trưởng thành mà ai có, em thấy ai cũng ổn định. Rồi. Bây giờ để cho các bạn bớt căng thẳng và để chúng ta giảm stress, chúng ta thư giãn, để chúng ta lắng động để kiểm tra cảm xúc của mình trước khi đưa ra quyết định. À, hai bạn nữ, có bạn nào xung phong gửi tặng một tiết mục gì đó cho chương trình cho nó vui không nào? Tuổi trẻ năng động. Hát à? Làm cảnh chị. Làm cảnh là làm sao? À... là giúp vui, là nãy giờ lên đây ngồi làm cảnh đó hả? Làm chén. Làm chén, làm cảnh. Em một tràng vỗ tay cho tiết mục làm cảnh của bạn Giàu. Tiết mục làm cảnh 30 giây bắt đầu. À,
Em đúng thật là một bông hoa rất lạ vào à. Làm cảnh khác đi nè. Một cái cảnh nữa nè. Trời ơi, con bé thiệt tình. Rồi đó, hai chàng trai cảnh. Đây làm cảnh bên kia làm tin là kỳ lắm á nha. Em không có tiết mục gì. Kỳ vậy. Nam. Rồi em có tiết mục. Có tiết mục. Rồi chúc mừng bạn Nam, vỗ tay. Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa đáp nói câu yêu người. Cuộc đời cho ta quá nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Wow. Rồi bây giờ mình sẽ cùng bàn luận một chút xíu về cái vấn đề yêu xa, thử coi cái ý kiến của các bạn như thế nào. Mình có giờ thể hỏi han và trò chuyện cũng như công việc. Còn nếu như mình làm bạn với nhau đi thì mình sẽ gặp nhau như thế nào để mình có thể tìm hiểu nhau. Anh ghé xanh cho em hỏi xíu ạ. Anh ở Khánh Hòa là huyện nào? Ninh Hòa. Tại vì em có chơi để có gì tối em nói chuyện với bạn xem mà cùng huyện với anh không hay là cùng khu anh. Nhờ điều tra giùm hả? Dạ đúng rồi đó. À. Rồi à. Lý lịch tốt. Lý lịch tốt hả? Lý lịch tốt. Nếu bây giờ quen nhau thì anh một tháng anh vô trong này thăm ta mấy lần? Ít nhất 2 lần. Rồi sau này anh xác định sau này anh sẽ sống ở đâu? Tiến tới cái tình cảm với nhau á, phụ thuộc bạn nữ nữa. Nãy mình nói mình có thể ở rể được. Mình thấy vô đó lập nghiệp được. Đúng rồi. Dạ, em trong này lập nghiệp. Nên là em muốn sau này là sống ở Bình Dương hoặc là thích sống ở ấy hơn là sống ở khu về Bắc hoặc là miền Trung, tại em sống quen trong này rồi. Bình Dương là nơi một mảnh đất màu mỡ làm người. Nên vì thế ba mẹ em bảo là em về Bắc sống, em sống một mình ở đây em cũng sống. Tiến tới nhà anh gần biển đúng không anh? Sao ạ? Nhà anh có gần biển không ạ? Nhà là biển á em, Dốc Lết á. Vậy thì đẹp đó, tại em thích biển mà. Hai anh muốn hỏi gì à? Rồi tới vào hỏi đi, ưu tiên vào nữa nè. Cho em hỏi anh với tỏ nhà anh mấy người ạ? Nhà anh có 3 anh em. Anh là con út. Anh có gia trưởng không anh? Không, anh không gia trưởng. Nhưng mà anh muốn hỏi em một câu là nếu như mẹ em mà đi học như vậy thì 4-5 năm nữa em mới lập gia đình. Anh thì anh không muốn chờ lâu như thế. Tại vì tuổi của anh bây giờ cũng là 30-31 rồi. Anh muốn là nếu như mà hai đứa mà quen nhau ấy thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm nếu như mà hợp nhau thì em có thể về với anh không? Nếu hợp anh. Nhưng mà còn công việc học của em thì sao? Chẳng nhẽ em lại bỏ công việc học để về với anh? Không, học vẫn học được mà anh, tại vì nó học thứ 7 chủ nhật. À vậy gì? Sao? Ok. Em nói gì? Học thì vẫn học được, học thứ 7 chủ nhật, còn lấy chồng thì lấy chồng, còn học thì vẫn học. Thế bây giờ theo như ý em là mấy mốt em lấy vợ về rồi em có cho vợ em đi làm không? Không, vẫn đi làm bình thường. Thì đi học bình thường đi. Bây giờ em thích một người phụ nữ là nói chung là phải biết tự lập và tài chính. Đấy. Biết đâu được trong cuộc sống mà. Nhiều khi đâu biết được là sống ngay trên mai đâu. Phải vợ mình phải biết tự chủ chứ. Đấy là cái vấn đề đấy, là rõ ràng em thích người phụ nữ mà tự lập về tài chính. Nhiều khi ốm đau bệnh hoạn đâu có nói trước được cái điều gì. Hoặc là nhiều khi cái công việc của mình thì mùa dịch một cái công việc của chồng làm không được mà công việc của vợ nó lên ngôi, thí dụ vậy, thì người vợ cũng có thể quán xuyến được cái kinh tế trong gia đình. Kinh tế trong gia đình nó là như vậy, cho nên là bình thường. Cho anh hỏi là em ở Bình Dương em ở chỗ nào? Em ở Diên, Bình Dương. Gần. Anh ở chỗ nào ạ? Anh ở bên Thủ Đức, bên đằng phía đằng Thảo Điền ý. Tình tin lên, dạ, anh dạng lên. Mình muốn hỏi bạn xanh là ví dụ cái công việc của bạn làm chủ tiệm làm móng và xăm chân mày. Em làm tóc không làm móng, chỉ làm bên tóc uống dưới nhuộm á, phun dạ, phun mày môi dạ. Thì thứ 7 chủ nhật còn mình vô thì không, thường thường là cuối tuần là em hơi bận tại vì mình làm mấy thì thoải mái. Nhưng thì tại vì mình làm chủ thì mình thoải mái thời gian thường cuối tuần thì em đa số em bận trên mạng sẽ hỏi trước. Anh đang lo là thí dụ cuối tuần anh vô đây chơi thì em có thời gian. Em không phải là em nghỉ cuối tuần đâu, tại vì làm ke em nghĩ là nghỉ bất kỳ trong ngày nghỉ bất kỳ 2 ngày. Thì bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn nam, mỗi bạn sẽ lần lượt qua được phép nắm tay, xin phép bạn nữ nắm tay 30 giây, nhìn thẳng vào mỗi bạn, muốn nói gì hay không là quyền của mình, hiểu rồi ha? Trời đi hiên ngang dữ vậy. Mình cũng nhìn nhau, tôi thấy ông nó nhìn có nghiêng có ngửa không à? Cũng chân thành chứ không phải là giả dối gì. Mình mong muốn là tiếp một cơ hội nào đó, cho nhau một cơ hội để làm quen. Nếu như tiến xe được thì tiến tới hôn nhân con tôi là mẹ. Dạ. Sao ta xin cho ta cho nắm tay mà không chịu nắm trời? Nắm rồi mới nói cho nó. Thì cũng hơi rung.
cũng là tuổi 90. Dạ. Anh rồi. Sinh tháng mấy? Em sinh 26. Dạ em cũng tháng 6. Ủa sẽ cùng ngay. Dạ. 6 ngày mới. À, 23. Em 23 luôn. Em 23 luôn. Hả? 23 tháng 6. 23 tháng 6 luôn. Năm 1990. Wow. Có gì hả? Ủa kỳ vậy, thiệt vậy? Hả? Hai đứa cùng ngày cùng tháng luôn. Năm. Wow. Không biết, đó là một cái gì đó ha. Chụp tấm hình kỷ niệm hai bạn tham gia chương trình sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nè. Nắm tay nhau cái coi chụp tấm hình nè. Rồi. Rồi, tiếp tục. Chị làm quen nha. Dạ. Thì anh đến xe đó nhưng mà cũng giao lô mẹ tặng em bó hoa. Có em mã xinh đẹp. Về nói riêng là em đi cũng được. Ok. Xin lỗi anh lại nói gì anh được á. Rồi, tới Cảnh đi, Cảnh. Anh có thể nắm tay em? Dạ. Nói chung là lên chương trình này là mình có duyên rồi. Còn quan trọng là cảm xúc theo trái tim thôi. Còn nếu em chọn ai thì em bấm người đó. Em có suy nghĩ gì về anh? Dạ em thấy anh bằng tuổi như 98 cũng chứng trạng, dạ cũng tự lập. Anh không bằng tuổi em đâu. Là sinh năm gì? 91 ạ? Sinh năm 91, anh ý thân với em 1 tuổi. Nói về suy nghĩ và ấy chắc em nghĩ em già dặn hơn anh. Em già dặn hơn ấy, dạ. Em đã sẵn sàng về độ của anh chưa? Có lẽ khoảng chắc 4-5 năm rồi. 4-5 năm á? Ừ. Vậy thì 4-5 năm thì chắc anh không muốn mua được. Dạ. Anh chỉ trong vòng 1-2 năm thôi. Tại vì bố mẹ anh cũng hối rồi. Nên anh cần một người bên cạnh để quản lý tài chính cho mình. Anh đến chương trình này cũng là một điều nghiêm túc. Nếu như em đã nói 4-5 năm rồi thì anh cũng nói thẳng anh sẽ không muốn. Anh là một người thẳng tính. Và bây giờ xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Không thích ai có quyền không bấm ai hết. Và thích ai có quyền bấm người đó chứ không ngần ngại gì cả. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Năm. Anh đến chương trình này cũng là một điều nghiêm túc. Nếu như em đã nói 4-5 năm rồi thì anh cũng nói thẳng anh sẽ không muốn. Bốn. Mà tuổi 90 à? Dạ. Anh sinh tháng mấy? Em sinh 26. Dạ em cũng tháng 6. Ủa sẽ cùng nha. Dạ. 6 ngày mới. À, 23. Em 23 luôn. 3. Hai bạn trai đều bấm nhưng hai mà bạn hai đều... bạn gái thì không bấm. Hôm nay là hai chàng trai của chương trình đều bấm chọn em à, thì không biết là cảm xúc của em hiện tại như thế nào và tại sao em không có một cái sự lựa chọn nào trong chương trình ngày hôm nay? Tại em chưa thực sự cảm nhận được là con tim mình rung động. Thì thay mặt cho chương trình thì Tường xin chúc cho các bạn sẽ luôn được nhiều sức khỏe à, các bạn đều là những người xa xứ làm việc độc lập thì chúc cho các bạn sẽ có nhiều thành công trong cái việc phát triển sự nghiệp của mình và sẽ sớm tìm được ý trung nhân. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chương trình ngày hôm nay là vui nên hai bạn hãy làm thỏa mãn nắm tay nhau cho đi. Bé Giàu đi nè. Nào hai bạn nắm tay nhau. Nắm tay nhau rồi nắm tay nhau đi một vòng cho bé Giàu. Giàu ơi. Giàu. Giàu ơi. Vui chưa? Vui quá.
Bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và đặc biệt là sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn nha. Và các bạn ơi đừng lo, những cặp đôi không thành công, chương trình cũng dành tặng cho các bạn sản phẩm đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.